Dạo này mình thấy rất là nhiều anh em than phiền rằng dùng iPhone rất nhanh hết pin. Và ở video này mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn 4 bước để có thể sử dụng pin được lâu hơn. Bước 1, các bạn hãy vào cài đặt, sau đó chọn cài đặt chung này. Và ở trong cái phần làm mới ứng dụng này, đấy các bạn tắt nó đi. Bước 2 thì các bạn hãy quay lại phần cài đặt nhé. Đó, ở trong đây thì các bạn hãy tìm đến phần Siri và tìm kiếm này. Ở trong đây thì các bạn hãy tắt giúp mình 3 cái phần này đi. Và bước số 3 thì các bạn hãy thoát về phần cài đặt này. Sau đó các bạn hãy tìm đến pin này, trong này các bạn hãy bật cái chế độ nguồn điện thấp lên. Rồi, và bước cuối cùng thì các bạn hãy quay trở về phần cài đặt tiếp. Và ở trong đây các bạn hãy chọn trợ năng này. Đấy, chúng ta sẽ chọn phần chuyển động này và chọn giảm chuyển động đi. Ok, chỉ 4 bước đơn giản vậy thôi là các bạn có thể sử dụng pin trên iPhone được lâu hơn rất là nhiều. Đấy. Các bạn nhớ đăng ký, đăng review để ủng hộ mình nhé.